Remilivu 19:30, 27:11 Emirates 0-0 Arsenal 0. Necaxle sự kiện chính đội hình thống kê thông tin trước trận đội hình dự kiến. Arsenal Necaxle điểm Ramdale Tomiyasu Benquite Gakin Tini Saka Batilo Konga Mirugue Obameyang Lacazette điểm Đức Raka Gak Laxelet La Murphy Quilok 2 Đen Riết Chai Dilin Tôn Quyên Sôn Sai Maximin Đỏ. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đen. Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Necaxle sút khung thành 0-0 thời gian kiểm soát bóng 0-0 phạm lỗi 0-0 thẻ vàng 0-0 thẻ đỏ 0-0 dịp dị 0-0 phạt góc 0-0 cứu thua 0-0 ghi bàn đội hình xuất phát đội hình dự kiến Ramdale, Tomiyasu, Benquite, Gakrin, Tini, Saka, Bati, Lokonga, Mirugue, Aubameyang, Lacazette, Đức Raga, Rác, Laxelet, La, Murphy, Quilok, Hayden, Kitchai, Zilinton, Quinson, Saimaximin màn trình diễn của thủ môn Ramdale trước Liverpool bản quyền ca, mồi ngon cho A. Đến dòng này, pháo thủ có cơ hội tìm lại mạc thắng khi chỉ phải tiếp đón đội bét bảng Necaxle. Theo thống kê, Arsenal đã thắng Necaxle 16 trong số 17 trận gần nhất tại giải đấu số 1 nước Anh, ngoại trừ trận thua 1-2 trên sân khách vào tháng 4 năm 2018. Thông tin lực lượng, Arsenal, Granit Xhaka đầu gối, Sid Kolasinac mắt cá, ngồi ngoài. Necaxle, dấn quy gai là gần kho ao, bòn đường mét bắt chân. Thống kê bên lề, kể từ chiến thắng 1-0 vào tháng 11 năm 2010, Necaxle đã thua cả 9 trận sân khách gần nhất trước Arsenal, không ghi nổi một bàn trong 5 trận gần nhất. Arsenal đã ghi bàn ít nhất một bàn vào lưới Necaxle trong 17 lần gặp nhau gần nhất tại ngoại hạng Anh. Arsenal chưa bao giờ thua trên sân nhà nào tại ngoại hạng Anh trước đội bóng xếp cuối bảng thắng 15, hòa 6, thắng 8 trận gần nhất với hiệu số bàn thắng bại lên tới 23-2.